miễn phí nền tảng quản lý giao nhận, thu tiền hộ chuyên nghiệp cho các đơn vị kinh doanh, giúp quản lý hàng và tiền COD của bưu tá triệt để, tối ưu hiệu quả điều phối đơn hàng, quản lý tiền COD cực kỳ hiệu quả và giảm tối đa thất lạc hàng hóa. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký ngay hôm nay. Truy cập webship.vn để đăng ký ngay. 5 năm rời khỏi thế giới di động, ông Đinh Anh Huân đang bắt tay xây dựng chuỗi siêu thị thực phẩm như ông Nguyễn Đức Tài. Năm 2014, thế giới di động MWG chính thức lên sàn chứng khoán và được coi là thương vụ IPO đình đám nhất vào thời điểm đó. Sau khi thế giới di động lên sàn, một trong năm đồng sáng lập, ông Đinh Anh Huân đã bán toàn bộ cổ phiếu MWG nắm giữ và được cho rằng đã thu về khoảng 700 tỷ đồng. Sau khi chia tay thế giới di động, ông Huân đã âm thầm chuẩn bị cho sự tái xuất với cái tên hoàn toàn mới, Sitcom. Tên gọi của công ty lấy cảm hứng từ Sit, hạt giống trong tiếng Anh. Hàng loạt startup lớn từ những năm qua đã được Sitcom gieo mầm, chằm bẵm như là The Coffee House, Juno, Eva de Eva, Haravan, Giao hàng nhanh, Ahamu. Hiện tại, Sitcom là công ty tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm Sitcom F&B, Sitcom Fashion, Sitcom Food Distribution, Logistics, New Retail Solutions. Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, ông Đinh Anh Huân cũng tiết lộ thông tin bất ngờ, đó là sớm ra mắt chuỗi siêu thị thực phẩm mang tên là King Food. Một điều khá thú vị khi đây cũng là một trong những mảng đem lại thành công lớn cho thế giới di động, nơi mà ông Huân từng gắn bó hơn 5 năm trước đây. Cụ thể mới đây, thế giới di động công bố kết quả kinh doanh quý 1/2019. Tại ngày 31 tháng 3 2019, thế giới di động có 2.266 cửa hàng. Chỉ trong tháng 3, thế giới di động đã mở thêm 50 cửa hàng mới, trong đó có 46 cửa hàng bách hóa xanh, lớn nhất từ trước tới nay. Chuỗi điện máy xanh tăng thêm 8 cửa hàng, bao gồm có 4 cửa hàng mở mới và 4 cửa hàng được chuyển đổi từ thế giới di động. Bên cạnh đó, trong tháng 3/2019, bách hóa xanh bán ra khoảng 6.000 tấn hàng tươi sống, tăng 20% so với sản lượng gần 5.000 tấn vào cuối năm 2018 và tháng 1/2019. Hàng tươi sống đóng góp khoảng 40% trong tổng doanh thu chuỗi bách hóa xanh vào quý 1/2019. Đối với thắc mắc về việc chuỗi siêu thị thực phẩm này có cạnh tranh với bách hóa xanh, một lãnh đạo của Sitcom cho biết, King Food sẽ đi theo hướng thị trường ngách. Theo đó, Sitcom muốn xây dựng chuỗi siêu thị đáp ứng nhu cầu thực phẩm và rượu cao cấp. Ông Đinh Anh Huân tiết lộ thêm, đối tượng chuỗi King Food hướng tới đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào của các nhà hàng sang trọng hoặc các nhóm khách hàng có thu nhập cao. Ông Huân cho biết, hiện thị trường này vẫn còn bỏ ngỏ và các nhà hàng F&B đang nhập nguyên liệu khá manh mún và rời rạc từ nhiều nguồn khác nhau. Các chuyên gia kinh tế đánh giá thị trường Việt Nam nhỏ về quy mô bán lẻ hiện đại, nhưng tiềm năng còn lớn do bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 30% thị phần. Về tổng thể, thị trường đang phát triển rất nhanh với sự gia tăng nhanh chóng của mảng bán lẻ trực tuyến. Năm 2018, doanh thu bán lẻ trực tuyến của Việt Nam đã lên đến 8 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì gấp 8 đến 10 lần offline và đã phần nào đẩy những nhà bán lẻ chỉ có mạng offline đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu. Tuy nhiều tiềm năng, nhưng thị trường hơn 100 triệu dân tại Việt Nam hiện nay đang cạnh tranh khốc liệt, mức độ đào thải dữ dội. Mới đây nhất là chuỗi siêu thị Auchan của Pháp tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam. Việc đặt chân vào ngành bán lẻ siêu thị của Sitcom liệu có phải là một cú mạo hiểm lớn hay không sẽ còn cần nhiều thời gian để chứng minh. Theo Thảo Nguyên Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.